Xin chào các bạn. Tối nay mình và bạn Tiên sẽ cùng nhau đến nhà bạn Du. Chúng ta sẽ tham quan gia đình của nhà bạn Du vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn cùng tham quan với chúng mình nhé. Mời các bạn cùng đi với chúng mình nhé. Du ơi! Du ơi! Du ơi, ở nhà không? Anh nước đi. Vâng, em xin ạ. Bà bao nhiêu tuổi rồi hả bà? 100 tuổi đấy. 100? Thật ạ? 9 mấy à? 9 mấy à? Ây bà 100 tuổi mà vẫn đẹp nhỉ? 9 mấy à? Cái mấy chú nào là? Ít bùa chứ? Ít bùa? Ít bùa. Ít bùa. Ít bùa. Ít bùa. Sợ nhỉ? Ước ao đấy. Nói chung là một cái tuổi mà ai cũng phải ước ao. 100 tuổi. Sinh như chú là bao nhiêu? Hôm nay chú bao nhiêu rồi? 50 rồi. 50 rồi, con út của bà rồi mà. À thế ạ, cháu xin lỗi chú em. Hơn 50. 50 thì bà. Nhà mình hình như đang nấu rượu ngô hay sao ấy? Không, em thấy thường là ra nấu rượu ngô đúng không? Vâng ạ, thơm. Nhưng mà nhìn không thấy đâu nhỉ? Đúng rồi. Sao mà vào trong video nó béo thế? Cũng bình thường mà. Không, vào trong video nhìn vẫn béo hơn ở ngoài chứ. Em béo thì cứ nhận là béo đi, cứ phải từ chối. Anh gầy thế mà vào trong video anh vẫn gầy thế nào? Thì anh nhận anh gầy thôi chứ anh có nhận anh béo đâu. Thật ra thì anh gầy mà cho anh thích những cô gái béo. Cô nhỉ? Phải béo béo một tí thì nó mới xinh chứ. Gầy nhẳng gầy nheo nhỉ, nhìn ai thích. Đúng rồi à. Phải nói thật sự là nhà đẹp thật. Nhà này còn nhiều tuổi hơn bố em ấy. Bố em đẻ ở đây mà. À. Cái khu nhà này là nhà ông em nhà chuyển nhà về trăm đầu tuổi tiên. Rồi. Trăm tuổi rồi ạ. Chuyển về đầu tiên. Đây là gỗ gì ạ? Đây là bà đã 9 mấy thì nó 91 tuổi nữa. Thế là ngôi nhà này 100 tuổi. Đúng rồi. Mà gỗ thông. Không, không phải thông đâu anh. Gỗ xịn đấy. Cái này đinh đúng không vào đấy, cả xịn luôn. Xịn đỏ đấy. Không, em nếu mà bảo anh nói mà gỗ thông đấy thì em mới sướng. Thật gỗ thông Bắc Hà nó tốt mà. Trong thép bủng có một cái nhà gỗ thông cũng khoảng 100 năm rồi. Bằng gỗ thông luôn. Thông nhà mình luôn. Thật ra thì mình khẳng định về thông nhà mình đi là nó nhiều. Nó quá tốt luôn, sao mọi người cứ chê nó nhỉ. Như em cái này thời tiết ở trên này. Đúng rồi. Thông thì lại hợp ở đây. Nói chung là thông phải cái thời gian này chặt. Tốt nhà chặt. Đúng rồi, à, thông nhà chặt. À. Thông nhà năm. Thông nhà em thì được cơ bản là thông đỏ. Mình ngâm cơ. Cái nhà sàn của cháu là cơ bản là ván thông, cửa thông. Mình làm nhà nghỉ đó. Em làm hôm tây Nobita ở ngay trong bệnh viện ấy. À nhà cháu ở. Chú có biết nhà ông Ơn với ông Bống không? Biết nhà ăn mền không? Không, không đi chợ mà. Cũng đi chợ đấy mà. Nhà cháu ngày xưa chuyên may quần áo đồng bào mình. Chuyên may quần áo đồng bào mình để bán. Xong rồi bây giờ thì cháu ở trong đây cháu mở một hôm tây. Bây giờ trung hổ này, chúng cái hổ qua đằng sông ở trung hổ này viện vào trong này không? Đúng rồi. Đúng rồi, trên đỉnh ấy không? Chỗ cái giếng đi lên ấy. Cái cổng ra của nhà xác ấy, nói tóm lại là như thế. Vừa ông nói ý tứ một tí. Xong thôi, xong nhà xác ra nhà ơi. Lối lên Hoàng Hải. Ok.
Chú vào nhà cháu thì thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trong trong khu đấy thay đổi nhiều lắm. Ủa? Trong đấy đẹp mà. Trong khu đấy em thấy toàn các sếp ở trong đấy thôi. Sếp nào? Sếp có mỗi khu đấy là khu nghèo. Khu đấy là khu nghèo. Khu nghèo nhất trong hộ nhà giàu. Nhà anh Tú là thuộc nhà nghèo nhất trong hộ nhà giàu đấy. Vì trong đấy thấy toàn công chức với lại bên chỗ. Ờ, trong đấy toàn biệt thự mini thôi. Có mỗi nhà nhà gỗ, cả xóm mỗi nhà nhà gỗ. Đấy, cả xóm nhà nhà gỗ nhất đấy, nhà anh cũng là nghèo nhất trong hộ nhà gỗ. Đây. Mỗi khi nhà gỗ. Số mình nó vất thật đấy. Tổ thuế bao nhiêu là cái nhà đấy, nhà em anh? Cái nhà đấy hết tí mà, mấy trăm. Đã đông mua thì không rẻ, bên văn bàn bác về. À. Không có bên văn bàn nữa. Phải nói là tối nhìn càng ngày càng xinh. Càng tối nhìn càng xinh. Cái nhà mà vừa lại sơn lại mà bào lại hết đầy đủ. Đúng rồi ạ. Đấy, bên mình cũng rồi. Chúng là mà làm cái nhà mình cũng đi qua như đấy rồi. À. Em nói thì nào. Viên, hello. Chào à. Của Sư A Du. Của Sư A Du. Hiện tại của từ từ đấy. Thank you.